Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang các báo Vinnews.vn, Vietnamnet.vn, Nhân dân.vn, Thanh niên.vn và Vietnamnet.vn. Bộ trưởng Quốc phòng Tri Ân thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thân nhân gia đình các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm hỏi, chúc sức khỏe Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin đến Đại tướng Nguyễn Quyết và Trung tướng Đặng Quân Thụy những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân trong năm 2022. Tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22 tháng 12, thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ C. Nhằm ứng phó với thời tiết xấu, các chuyên gia khí tượng thủy văn yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao. Đồng thời, vận động người dân hạn chế nuôi thả gia súc, gia cầm, đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, có che chắn để chống rét. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C. Lượng ô tô đăng kiểm tăng đột biến, các trung tâm quá tải. Lý do các trung tâm đăng kiểm quá tải một phần do một số trung tâm phải đóng cửa vì có sai phạm trong việc kiểm định phương tiện và bị khởi tố. Những ngày qua, nhiều trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh có số lượng xe đến kiểm định đông bất thường. Để xe được đăng kiểm, nhiều người phải đi từ sáng sớm và mất cả ngày mới đăng kiểm xong. Theo chia sẻ của các trung tâm, thời gian gần đây số lượng xe đến kiểm định tăng đột biến, các kiểm định viên phải làm thêm giờ và cả cuối tuần. Để tránh việc chờ lâu cũng như gây quá tải, các trung tâm khuyến cáo người dân nên chủ động thời gian đi kiểm định tránh trường hợp hết hạn mới đi. Các trung tâm cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân đăng ký kiểm định qua đường dây nóng hay các phương thức đăng ký tại nhà. Hiện ngành đang giám sát các trung tâm đăng kiểm qua hệ thống camera nhưng cũng chỉ nhìn quy trình kiểm định trên dây chuyền còn ngóc ngách của nó thì rất khó phát hiện, nên cần phải kiểm tra trực tiếp. Nếu có hiện tượng ùn ứ, ách tắc, tiêu cực đơn vị sẽ xử lý nghiêm. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thời tiết giá rét tấn công Mỹ, Nhật Bản. Nhiều địa phương ở Mỹ hiện đối mặt với sự kết hợp nguy hiểm của nhiệt độ băng giá, gió dữ và bão tuyết từ nay đến cuối tuần. Nhà chức trách đang lo lắng về nguy cơ mất điện, đồng thời cảnh báo cần thực hiện các biện pháp bảo vệ người cao tuổi, người vô gia cư và gia súc, cũng như hạn chế đi lại nếu có thể. Tuyết sẽ rơi dày nhất ở các bang Idaho, Montana và Wyoming, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ. Ngoài ra, gió mạnh giá rét sẽ quanh hành ở khu vực trung tâm nước Mỹ, đe dọa làm gián đoạn kế hoạch đi lại dịp lễ cuối năm của nhiều người. Còn tại miền Bắc Nhật Bản, đã có 3 người thiệt mạng. 10 người bị thương, giao thông đường bộ và đường sắt bị đình trệ và hơn 10.000 ngôi nhà bị mất điện trong điều kiện tuyết rơi dày hôm 21 tháng 12. Theo đài ABC News, thời tiết khắc nghiệt đã hoành hành tại khu vực này từ hôm 17 tháng 12. Các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều là Niigata, Yamagata và Aomori. Riêng tại thành phố Niigata, hàng trăm phương tiện giao thông bị mắc kẹt trên đường, buộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản phải triển khai lực lượng hỗ trợ. Tổng thống Nga loại trừ khả năng quân sự quá nền kinh tế. Ngày 21/12, phát biểu tại hội nghị quốc phòng cuối năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow có thể đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine mà không phải quân sự qua nền kinh tế. Ông Putin khẳng định Nga sẽ cải thiện các lực lượng vũ trang nước này một cách đều đặn và suôn sẻ mà không làm suy giảm chất lượng dịch vụ xã hội dành cho người dân. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cho rằng những tổn thất trên chiến trường Ukraine là thảm kịch chung. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố tiếp tục xem người Ukraine là dân tộc anh em bất chấp chiến dịch quân sự hiện nay.
Ông đồng thời nhắc lại lý do khiến Moscow buộc phải triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine là những hành động khiêu khích của phương Tây. Trung Quốc chuyển đổi trạm xét nghiệm làm phòng tư vấn bệnh nhân sốt để giảm tải cho các bệnh viện. Một số quận ở thành phố Thâm Quyến đang chuyển đổi các trạm xét nghiệm thành phòng tư vấn có thể tiếp nhận các bệnh nhân sốt và kê đơn thuốc cơ bản. Sau khi Trung Quốc điều chỉnh các biện pháp phòng dịch COVID-19, trong đó có giảm yêu cầu xét nghiệm, nhiều trạm xét nghiệm không được dùng đến đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành phòng tư vấn hoặc phòng tiêm chủng. Trong bối cảnh số ca sốt tăng mạnh trong những ngày gần đây, nhiều thành phố tại Trung Quốc đã nhanh chóng mở các phòng khám mới và bổ sung kho dự trữ thuốc cũng như vật tư y tế. Thưa quý vị, rong ruổi khắp Sài Gòn đến tận đêm khuya, nhóm tình nguyện Bếp Cơm Thứ Ba tổ chức chương trình Hành Trình Trái Tim trao những phần bánh nóng hổi, những chiếc chăn ấm áp đến người vô gia cư. Chương trình Hành Trình Yêu Thương là một hoạt động thiện nguyện nhằm trao những phần quà như bánh, kẹo, sữa, chăn cho những người vô gia cư và trẻ em trong mùa Noel để tạo thêm phần ấm áp. Bếp Cơm Thứ Ba hoạt động từ 2012, nhóm tổ chức nấu ăn và phát 500 phần cơm vào thứ ba hàng tuần cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đội tình nguyện viên của bếp vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện nhỏ bên cạnh chương trình ngày thứ ba như chương trình Hành Trình Trái Tim trao quà đêm Noel, chương trình Lì Xì Tết Nguyên Đán 2023, nhằm chia sẻ một phần với những người khó khăn, động viên khích lệ họ vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, ngoài những bãi biển xinh đẹp nổi tiếng tấp nập du khách, thiên nhiên còn ban tặng cho Đà Nẵng một bãi đàn quang sơ và bình yên. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 10 km, bãi đàn là một trong những bãi biển quang sơ đẹp nhất của bán đảo Sơn Trà. Bãi đàn gây ấn tượng với du khách bởi khung cảnh quang sơ, bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh cùng những tảng đá nhấp nhô với đủ kích thước khác nhau. Đến khám phá bãi đàn Đà Nẵng, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những tảng đá lớn nhỏ ở khắp bờ biển. Bãi đá nhảy là một trong những điểm thu hút của bãi biển này. Du khách có thể ngồi trên những mỏm đá ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp hay thông dong trên bãi cát để cảm nhận sự thanh bình, yên ả nơi đây. Từng con sóng biển đánh vào những tảng đá tạo nên những lớp bọt trắng xóa. Thả dáng trên mỏm đá hay đứng cạnh bãi biển cũng giúp cho các tín đồ đam mê khám phá có những bức ảnh sóng ảo cực chất. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm du lịch thuần túy thiên nhiên với những nét đẹp hoang sơ của tạo hóa thì bãi đàn chính là điểm đến tuyệt vời không nên bỏ qua. Thưa quý thính giả, từng là nơi đông dân cư nhất thế giới, hòn đảo Hashima giờ là một thị trấn ma thu hút du khách đến tham quan. Hashima là một hòn đảo nhỏ nằm cách cảng Nagasaki, Nhật Bản khoảng 20 km. Đảo Hashima còn được biết dưới cái tên Gung Kanjima hay đảo chiến hạm vì hình dáng tương tự như một tàu chiến khi nhìn từ xa. Hòn đảo được bao quanh bởi một bức tường chắn sóng, lấp đầy bởi các tòa nhà đổ nát, bỏ hoang một thành phố hoàn toàn không có người ở trong hơn 40 năm. Để có thể chứa được nhiều người trong một khu vực nhỏ như vậy, mọi mảnh đất đều được bồi đắp để hòn đảo trông giống như một chiến hạm khổng lồ. Sau khi Mitsubishi đóng cửa mỏ than, mọi người rời đi và thành phố trên đảo cũng bị bỏ hoang, dần trở về với thiên nhiên. Trong những năm sau đó, việc tiếp xúc trực tiếp với các cơn bão đã khiến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng xuống cấp, tạo cho hòn đảo một bầu không khí kỳ lạ và đầy ám ảnh. Do nguy cơ sụp đổ của các tòa kiến trúc, việc tiếp cận với Hashima từng là việc bị nghiêm cấm. Trong nhiều năm, du khách tò mò chỉ có thể khám phá, nhìn ngắm hòn đảo từ các chuyến du thuyền tham quan quanh đảo. Nhưng kể từ năm 2009, các công ty du lịch đã được phép mở hoạt động đến hòn đảo này. Ngày nay, hòn đảo thu hút nhiều du khách đến tham quan sau khi mở cửa trở lại. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ, ngày 23 tháng 12, năm 2022. Thân mến chào tạm biệt.